Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nền nhà của hai ông cháu của bác ạ. Ở những cái video trước thì các bác cũng đã biết được rằng là đến ngày khởi công và đến ngày là đào nền của hai ông cháu rồi. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì ở đầu video trước thì buổi sáng nay các bác thì các bác cũng đã biết rằng là cái nền nhà của hai ông cháu thì đào được một nửa, và đến buổi chiều tối này các bác này thì bây giờ cũng đã gần đào xong cái nền nhà rồi. Có thể là hôm nay nếu mà như tối quá thì ngôi nhà nền nhà sẽ chưa được phẳng, thì để tiếp tục là ngày mai sẽ đi vào và hoàn thiện. Đây Mạnh ra đây, chú Bảo ra đây. Đấy, khoanh tay chào con các bà nào. Nào khoanh tay, con chào con các bà. Con kính chào các ông các bà. Rồi thế hôm nay Mạnh không đi xuống đào nền nhà hả? Hả? Thì ông ở Mạnh đâu? Ông ở đâu? Ông ở đâu? Chỉ cho chú xem nào, ông ở đâu? Thế đào như này thì sắp có nhà mới để ở chưa? Hả? Sắp có nhà mới để ở không? Sắp có chưa? Sắp có rồi à? Thế ai làm cho? Nào đừng. Thế ai làm nhà cho? Hả? Nào Mạnh đây, ngồi đây. Thế ai làm nhà cho Mạnh? Ai? Có phải chú Lực không? Phải à? Chú Lực cùng với lại các ông bà vào đi. Các ông bà. Các ông các bà làm nhà cho đúng không? Các ông bà sẽ là người mà gọi là để tiền vào, còn cháu Lực chỉ là người thực hiện thôi cô bác ạ. Đấy, cũng gọi là có một cái tiếng thơm lây từ các cô các bác nữa. Đấy, nhưng mà cũng rất là vui mừng khi mà xuống chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu. Thì hoàn cảnh hai ông cháu thì cũng rất là có duyên với lại các cô các bác, và đặc biệt là có duyên với lại hai chị là người Thúy nữa, giúp đỡ cho ông. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng đã chia sẻ cho các bác biết là về cái khoản kinh phí của nhà hai ông cháu là được bao nhiêu rồi các bác. Thì bây giờ hiện tại là cái phần kinh phí cháu Lực đang cầm ấy là 100 triệu các bác. Đấy, 100 triệu thì cũng được chị Trần Đầu Giáng My là còn nói là đồng hành cùng cháu Lực thêm là 20 triệu nữa. Thì hiện tại là kinh phí cháu Lực cầm là thêm 20 triệu, thêm là được 20 triệu nữa, tổng là có 120 triệu. Đấy, nhưng mà cháu Lực sẽ đi vào, có số tiền đấy cũng khá là lớn rồi, cháu Lực sẽ đi vào và tiến hành là trước mắt là đào cái phần nền nhà, và thứ hai cháu Lực sẽ lấy vật liệu vào. Còn thí dụ như sau này nếu như mà hai ông cháu có duyên với lại các bác thì rất là mong các bác sẽ tiếp tục là đồng hành cùng cùng cháu Lực của bác nhé. Đấy, hôm nay thì đếm sơ sơ thì cũng có độ tầm là 15 đến độ là 20 người nữa các bác. Ở phần bên này thì hiện tại là có hai bác đang nấu cơm rồi. Đấy, còn về thức ăn của bác, cháu Lực sẽ trích cái tiền quý ra để mà mua thức ăn khi mà có ai ra hộ ông. Ở đây thì mua thức ăn này thì cũng chỉ là lo cái phần đào nền thôi, còn sau này như làm nhà ấy thì là sẽ không có phải lo, thì cái đấy thì cháu Lực sẽ khoán cho mấy anh em đội thợ hết rồi. Đấy, vừa rồi để thay tôi bài mấy. Đấy, nấu cơm thì là sẽ nấu ở tại chỗ này luôn cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có mua lên cho ít gà. Đây là bác là đi lấy thêm là gừng, nghệ với lại cả cái này là cái gì đây nhỉ? Chưa vẫn cho xỉu khò. Nghệ với lại thêm là cả thêm là giềng nữa. Đây là bác đang nấu cơm à? Đang chuẩn bị là nấu thêm đậu đúng không? Vừa rồi thì cũng có mua thêm là đậu nữa. Các bác thì sẽ giúp đỡ cháu Lực là nấu cơm. Cháu Lực sẽ cùng với lại các cô với các bác thì tiếp tục là đi vào và hoàn thiện cái phần nền nhà nữa. Hai cái tách này thì cũng được là hai chị là người Thúy giúp đỡ cho hai ông cháu. Quả thật thì cũng có rất là nhiều cô bác có nói với cháu Lực rằng là đi tìm đất ở trên đường lớn để mà ở cô bác. Hiện tại thì cái phần kinh phí để mà làm nhà thì không có, còn là chưa có thì làm sao mà dám đi lên trên đấy để mà ở. Ví dụ như sau này là hai ông cháu có thể là sau khi mà làm nhà đấy thì được, cũng có thể là được các bác giúp đỡ như về cái phần là dê hay là lợn hay là gà nữa, thì còn có chỗ để mà thả
Nếu mà đi lên trên mua thì là có thể mình có thể là đủ tiền mua đất để mà làm một cái nhà thôi. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm. Cũng có một số các bác ở trên kênh nói rằng là đi ra ngoài đường lớn để mua thì để mà buôn mở một cái quán tạp hóa nho nhỏ để cho ông. Đấy, nhưng mà các bác cũng nhìn thấy là ông thì làm sao mà có cái sự mà nhạy bén để mà kinh doanh được những cái mặt hàng đấy các bác. Ông chỉ gọi là có sức ra. Nếu mà mua như lợn gà này thì ông có thể là ông chăm sóc được thôi các bác. Ra ngoài kia thì còn phải là cạnh tranh thêm rất là nhiều cái nữa. Thì là mấy có đông những cái được đồng lái của cái phần đó. Đấy, còn về các bác cũng lo nghĩ cho về cái tương lai của bé Mạnh đấy. Các bác lo như thế thì cũng đúng thôi. Nhưng mà các bác lại không có nghĩ được rằng là có thể là sau này bố của Mạnh quay trở lại. Và Mạnh lớn lên rồi thì Mạnh cũng có biết làm ăn. Thì có thể là Mạnh muốn thoát khỏi ở cái chỗ này thì Mạnh có thể là ra chỗ khác để ở. Để ra đến cái chỗ khác để ở. Nhưng mà chỗ này vẫn có một cái ngôi nhà để mà có phần đồng ruộng mình ở đây chăm sóc rồi. Em nói miên man quá thì cháu Lực sẽ đi xuống đấy để mà hộ ông một chút. Hôm nay có vẻ vui đấy ông nhỉ? Vâng. Vui như thế nào là vui không? Như anh em hộ đầu lên nhà. Anh em hộ nhiều. Vâng. Nhưng mà ông thì nửa tháng cũng xong đấy. Đúng rồi, một mình ông thì nói thật là cái nền nhà này không biết là bao giờ mới xong. Vâng. Ông gửi một lời chào tới các bác đi ông. Vâng. Xin chào các chị, các bác. Hôm nay thì độ tầm là tầm bao nhiêu người ông nhỉ? Chưa đếm, chắc đến 20 người. Đến 20 người à? À. Ở bên kia thì có hai cô, hai bác là đang nấu cơm rồi. Còn phía bên này thì có cả em Quân là cùng các bác là đang đẩy thêm xe rùa nữa. Và gần 20 người rồi nhỉ? Đấy, cũng gần là xong một... Ở phía bên này thì là xong rồi các bác ạ. Ngày mai thì cháu Lực sẽ đo lại nữa. Nói thật đấy mà, ở từ cái phần chỗ em cameraman mà đứng ấy ra đến tận chỗ đến đây này, ít nhất là nó rơi vào tầm độ là 6m là đến 7m rồi các bác. Ít nhất nó rơi tầm 7m. Thì ngôi nhà là mình làm thì nó chỉ có là 5m thôi đấy. Nhưng mà nhà thì chắc là không làm đến đây đâu. Nó chỉ làm đến tầm đến đây quay lại. Ở đây thì vẫn còn một cái khoảng mà để sau này cho hai ông cháu có thể là làm một cái kho hay là một cái gì ở phía bên này. Còn ở phía bên này thì cháu Lực sẽ thiết kế là cái nhà bếp là ở phía bên này của bác này. Đấy, để cho ông tiện là thế đi ra bên kia là nhanh hơn. Đấy, sau khi mà đào phần nền xong thì cháu Lực sẽ thiết kế cái lộ cái bản vẽ sau các bác nhé. Hiện tại thì cháu Lực chưa có thể lộ được. Mà gọi là công việc nó lu bu quá thì ra là cháu Lực chưa kịp chỗ thời gian đấy các bác. Vậy ở phía bên kia thì buổi sáng nay nếu mà các bác có theo dõi được video trước các bác thì gặp rất là nhiều đá ở chỗ đấy. Mạnh ra đây chú xem nào. Không lấy máy xúc ra xúc đất à? Hả? Hả? Lấy máy xúc à? Mạnh thì là một sang năm sau là Mạnh là lên lớp 1 rồi các bác ạ. Lớn rất là nhanh. Mà làm to bao nhiêu chỉ to như bạn. Đây Quân, đây, gửi một lời chào tới các ông bà đi. Vâng, em chào anh. Con chào tất cả các ông bà của chú anh chị ạ. Hầu như là mẹ của Quyết là hôm nào cũng ra đấy chị nhở? Chị hôm nào cũng... Chị là hàng xóm là ở gần nhất hai ông cháu rồi các bác. Quyết là người điều khiển xe rùa à em? Nhà ông thì có một cái xe rùa thôi. Ông bảo là của ông nọ ông mua. Ừ.
Thưa các bác, sau một cái thời gian thì hiện tại là cái ánh mặt trời của bác thì cũng đã lặn hết rồi, và cũng đã gần gọi như là gần vào ổn định cái nền nhà của hai ông cháu rồi, gần xong rồi các bác. Bây giờ thì đang xem những cái góc nào nó cao hơn thì sẽ đào thêm một chút nữa. Hôm nay thì rất là may mắn, hôm nay thì rất là may mắn khi mà ông đi nhờ hàng xóm là ai cũng rất là nhiệt tình là ra hộ giúp đỡ nữa, và có thêm là em Quân để mà đồng hành cùng nữa. Em Quân là hôm nay là chuyên gia đẩy xe rùa các bác ạ, có thể là phải nói là đẩy đến tận hàng trăm cái xe rùa rồi. Ôi mạnh. Anh rơi ôi. Này Quân này, anh tắm đi. Anh tắm đi này. Này đi. Quân tắm đi. Mẹ em bình hết rồi. Mình lại thích. Chạy đang chuẩn bị bảo là đi tắm rồi, ngã mất. Ở phần phía trên kia của bác nhá thì là nó cao quá, thành ra là không lựa chọn là đào một phát là thẳng từ trên kia xuống, thì sẽ đào là thành hai cái bậc, coi như là phía trên kia thì có một cái đường đi đằng sau đi kia. Còn sau khi mà làm nhà ấy, thì là nó sẽ cao, gọi là như nếu mà cô bác thì hình dung là chiều cao nó sẽ là 3 mét, thu hồi thì các bác cũng đã biết rồi. Ủa, đây có tập cục đá này. Cục đá này. Đấy, còn là về cái bề ngang của nó thì hiện tại là cũng rất là dài với cô bác ạ. Ít đâu đó là độ tầm là hơn được gần 15 mét chiều ngang. Mạnh thì 5 tuổi thì em đã biết là tự tắm rồi, tắm một mình rồi, còn tắm nước lạnh thôi. Thì xem là Mạnh tắm thế nào đấy. Em đi vừa tắm à? Tắm được không mày? Ngồi vào chậu tắm đi. Ngồi vào chậu. Từ từ. Kéo ra này á. Ngồi vào tắm này. Không biết ngồi vào trong tắm không? Hả? Đây, chúng ta đem nước này. Này, tắm đi. Tắm đi. Nghỉ đất cả ngày rồi cô bác ạ, Mạnh ơi. Ngồi trong tắm đi. Ngồi trong tắm đi, không cởi quần à? Tôi không phải cởi quần đâu. Này. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đi. Cả người ngồi trong đi. Đây à, đây à. Có lạnh không? Đây, ngồi vào đây đi. Đấy. Nào, bỏ rớt ra rồi. Bỏ rớt ra đi Mạnh, bỏ rớt ra ở trong. Bỏ rớt ra, bỏ rớt ra. Đây này, chú dội ra. Rồi ngồi đâu? Rồi ngồi đâu? Hả? Rồi ngồi đâu? Hết rồi ngồi rồi à? Hả? Bây giờ gội chưa? Này cũng tự biết là gội đầu luôn này cô bác này. Nhìn thấy cái Mạnh tắm nữa. Tức là điêu quá. Tắm xong chưa? Ngồi trong này này. Ngồi trong.
Ngồi 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 xong rồi. Ngồi ngồi vào trong này. Ngồi xong rồi. Ngồi, bỏ dép ra. Bỏ dép ra. Bỏ dép ra, đi vào trong đi. Bỏ dép ra. Bỏ dép ra. Người người đen xì xì các bác ạ. Đi ra ngoài nắng quá. Ôi, gây thế nó. Rồi. Có gội đầu xuống không? Hả? Gội cái nào mà ạ? Rồi gội cái nào đây, nhá. Dầu gội là cũng hết mất rồi. Xong phòng tắm cũng hết mất. Thành ra là tắm không. Để là sau rồi được xuống thì chắc là mua cho là mạnh sau đi. Chắc mà ớt. Sao mà ớt mất nhỉ? Tắm xong rồi. Giờ chơi thôi. Vậy ở phía bên kia thì à, bây giờ các cô các bác thì cũng đã hoàn thiện gọi là à, gần xong rồi các bác. Đây, một tí ăn cơm là sẽ ăn cơm ở chính cái à, nền nhà mới luôn các bác. Mô mà mặc gần mà làm tọc cái lỗi á. Cái gì nhá? Ấy sao lại luôn. Hả? Đây gì vậy? Cô lên một bài cô lên. Ra làm một bài cho nó
ăn cho về không phải được luôn. Ôi, Quân là chân là bị sao ấy? Đá vào chúng à? Đi bên nó phủ cái nào? Nó phủ cái nó là ở trong cánh nó bên nào? Này nó không được năm đóng là lên nó phủ à? Giờ vừa tình lâu ăn lo, vang ăn cho quỷ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Tây Bắc thôi, cắp bao lô. Không đủ giai đủ làm, ở chiều thần thắng đâu đây, chẳng bên đây ngay gì à. Thế ba đi nấy là một trường bài nó lại cho nó làm nó biết. Ừ. Không tạm nghe đâu nó, lấy nó mà có cho nó tạy này mà ấy nè. Đấy, bây giờ thì cũng khá là muộn rồi cô bác. Hầu như là cái nền nhà của hai ông cháu thì cũng gọi là tương đối là ok rồi, là xong rồi cô bác. Còn nếu mà như trong quá trình thời gian nữa, nếu mà không được thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là hạ trên này xuống là một bước nữa để cho nó rộng rãi nhất là có thể. Đấy, bây giờ thì chuẩn bị là sẽ ăn cơm tối rồi cô bác. Chị không lên luôn á? Đấy.
ăn cơm luôn chính tại nền nhà mới luôn các bác nhé. Là cái nền nhà gọi là mới hoàn thiện đấy. Đấy, quần hộ đây. Cẩn thận đâu quên nhé, tí bay vào thức ăn đấy. Đấy, các cô các bác thì hầu như là ai ai cũng đói rồi các bác. Làm công việc mà đào đất thế này các bác, các cô các bác ra hộ thì đã là vui mừng rồi. Quân này hộ quân này đi rửa tay hộ các cô múc thức ăn ra đi. Đi rửa tay đi, rửa tay chưa? Đi đi rửa tay đi thế. Em ở đây. Rồi. Thưa các bác thì ngày nào thì cũng gần xong rồi, ngày mai một ngày nữa thì cũng đã xong, bây giờ thì chuẩn bị ăn cơm. Ừ. Cái lan được phí mũi bọn nè. Con đi rửa tay đó. Con rửa tay xong là hộ mấy chú múc canh. Nước này còn gì không cô? Chẳng biết con gì hay không chứ. Vâng. Vâng. Vậy đấy. Ở đây chân á. Làm nó cái dũng đi. Làm dũng bên nai xin không? Chỉ. Đồ tâm đi náo mình nồi nãy nọ. Bây giờ con ở xuống kia múc canh. Chơi đồ bây giờ nào. Biên phải biên nó ra máy ở chắp à. Mà này. Bà con nó vác nữa. Ờ ừ. Ui này có ngải đặt lại luôn. Mới lắc nhán chỗ là đặt này. Ừ. Ở bên xếp tay nó chưa? Lúc đấy thì anh Lực cũng mua thịt gà xuống. Chốt bàn đĩa là no đấy nào. Ô nàng ông này sao miền tạt lá lấy tắc tế nào éo cho một địch tình. Mua cả in không ạ? Chẳng này bỏ cục sò nó ăn cơ lắm. Tạp phú vẫn ăn kìa. Cái tuyên này cái này chứ nào? Ừ. Ôi nó chảy từ lần. Mới lại vô. Thịt này thì có rất là nhiều mỡ, rất là nhiều mỡ. Cá
tốt đấy mà. Tóc đi nữa. Đó là tốt đó. Nó ăn palo ông. Tam tắc bỏ con với bỏ con luôn. Ừ. Ừ. Nó cứ nó ăn bật chơi đi. Sọc lên bật tí đi. Vô bật tí tôi phụ. Nay đi mẹ la ô nào đó. Đi. Ôi mốt tập phụ hiền thế này, văn núi hiền muốn văn chính mới nè. Này 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 trông phụ quả đất trông quả nông. Đất chỗ phụ vật, đây chỗ phụ vật đây. Ừ. Tập phụ trông quả chưa đâu mà. Tập phụ trông quả cái đây chắc. Ừ. Bạn nó phải không? Ừ. Cái bắt bắt tuôn. Tôi chú đi. Có hết phải không hả? Mẹ. Mẹ có thằng mất tính đúng không nó. Được, bắt tôi bắt tu vậy, bố trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, hôm nay thì sẽ làm 3 mâm cô bác ạ. Không biết là có đông người không em mà cứ làm 3 mâm để cho ngồi cho nó thoải mái. Đấy, còn hiện tại là chỗ hai ông cháu thì sẽ ngủ lại cái chỗ mà cái túp lều nho nhỏ ở trên kia hôm nọ để cháu Lực cũng dựng lên cho ông rồi. Một rồi thì có một số cô là đi về nhà đó, xong thì mới ra cô bác. Quần thì đang chân em đang sạch thì ở trong là chia thức ăn mọi cái luôn. Ông ấy đến là chỗ này. Ông ấy đến là chỗ này.
ấy thập bông à nhưng làm mà còn tù nào còn chín nữa nọ các thứ chúa à ờ đấy, đang đợi thêm là một số cô nó về để mà ăn cùng nhau để cho nó vui luôn. Nào ăn bạt đó nó. Ao. Nữa à? Canh nữa à? Hết rồi à? Cái này là từ chiều nay rồi cô bác, canh đấy, canh quả đu đủ. Thạnh Mạnh thì đã vào ngồi là chuẩn bị một cái thìa trước rồi cô bác này. Đấy. Chuẩn bị ăn cơm chưa hả Mạnh? Chuẩn bị ăn cơm chưa? Nào bỏ thịt ra mời các bạn ăn cơm nào. Biết không? Nói lại nói to nào. Nói to. Con mời các bạn ăn cơm. Con mời các ông các bạn ăn cơm. Mời các ông các bạn ăn cơm. Rồi. Nói to đi. Đấy. Hôm nay là đào đất thì đào được một ít thôi đấy. Nhưng không đào được đâu. Nhưng mà ăn cơm là nhanh nhất đấy. Hôm nay là một cái ngày mà phải nói là khá là vui các bác ạ. Không ngờ được rằng là hai ông cháu lại ở một cái nơi mà hầu như là không có hàng xóm nào, có mỗi gia đình là Quyết, nhà Quyết ở trên kia là có hàng xóm đấy, nhưng mà thấy bảo là cả đội là gia hộ ông là đào nền nhà là một ngày, thì không biết là ngày nếu mà ngày hôm nay không hết thì là liệu ngày mai là sẽ tiếp là sẽ xuống hộ ông không đấy, nhưng mà cũng rất là vui mừng rồi, cũng rất là vui mừng rồi, cái nền nhà thì cũng đào được gọi là tương đối là gần ổn định rồi các bác, có thể là sau này nếu mà đi vào sửa thì cháu được sẽ tiếp tục là vào sửa sau. Trong thời gian qua thì cũng xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để mà giúp đỡ được rất là nhiều những hoàn cảnh còn là khó khăn ở trên vùng cao nữa, và đặc biệt đến hoàn cảnh của hai ông cháu thì được các cô các bác cô chú anh chị cũng yêu quý. Hiện tại thì cái phần kinh phí đấy làm nhà thì còn chưa có đủ, thì trong thời gian đi vào làm nhà thì cháu Lực rất là mong sẽ được sự đón nhận và ủng hộ của các cô các chú các bác các anh chị và tất cả các bạn ở mọi miền Tổ quốc là cùng nhau chung tay giúp đỡ hai ông cháu có một cái ngôi nhà che nắng che mưa. Cũng có rất là nhiều các bác ở trên kênh nói rằng là dự định này dự định nọ cũng như là dự định cho ông để mà buôn bán tạp hóa hay là dự định về tương lai của Mạnh, hay nhưng mà trước mắt thì còn không có thực hiện được thì làm sao mà lo nghĩ đến tương lai được cô bác. Tương lai thì bây giờ được các bác giúp đỡ là hiện tại thì bây giờ được các bác giúp đỡ là cái ngôi nhà đi đấy, nhưng mà tương lai về sau này thí dụ như độ tầm 5 đến 10 năm cháu được xuống chia sẻ lại cái hoàn cảnh của hai ông cháu thì Mạnh lại một người mà có thể là kiếm tiền giỏi đi chẳng hạn, thì giúp cho ông là đi ra chỗ khác để mà ở, hay là có thể là Mạnh làm được thêm nhiều điều nữa cho hai ông cháu nữa. Ngồi ra mâm bên này hết rồi nhỉ? Ông nhỉ? Ngồi ra mâm bên này hết. Nhưng mà dọn cái này ra bên này một tí Quân này. Đấy. Mâm này tí để các bác ra đến sau thì các bác ngồi. Mới cơ á? Cái bông tải bông tẩm áp bên này chỉ có đấy mà chú tôi mới công tay con lái nè, tay con lái nè, thế thì đây ôi ông đi đâu rồi nhỉ? Mấy người mấy à ra đây ngồi đây, ngồi đây ăn cơm ra đây Quân à, nó lên tải. Quân là sửa cơm nhé. Ở bên tốt này mà tải. Đấy, mi lại này. Mấy lo mẹ ơi. Mẹ. Mà ơn đây mi về lúc đi. Mà ơn đây mi ở đâu à, mà lo. Mà ơn đây mi ở đâu.
Mẹ ạ. Nó nè, hát được bao chi tiền nè đấy mà. Mặc thế tóc. Hả? Thế tóc. Thế tóc thế rồi. Người kia cái thìa rơi mất đi xuống dưới rồi, mạnh nhá. Lâu chứ mới là đâu. Bỏ làm một chín nào. Hả? Các ông các bác thì ngồi ăn cơm các bác thì không thể thiếu được là một hai chén rượu các bác ạ. Nó này không? Nó là chỉ có lỗi. Nó này không? Nàng, nàng dân nữ này không? Là bà ấy để em mua là chỉ đúng mà, chẳng năm. Con này lấy, con này em lấy cái nồi đồ kia ra đây, xong để đây xong mình lại múc tiếp đi. Hello. Nào đây cho các. Dê nó xuống này dê. Nó xuống này đi hỏi. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái thức phim ở đây thôi các bác ạ. Có lẽ là vừa trong lúc mà vừa ăn cơm vừa ghi hình thì các bác cũng như là các cô ở trong làng thì còn hơi ngại một chút các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Nào bây giờ Mạnh chào và tạm biệt các ông các bà nhé. Chào tạm biệt các ông các bà. Rồi bye bye.